Thì ổn chứ. Những bạn nào kẹt lại Hà Nội nhỉ? Em 7 tháng này chưa về nhà này, chưa về quê. Bạn Bình Dũng 7 tháng rồi chưa về quê Vâng. à? Kẹt lại Hà Nội thì sống có khó khăn lắm không? Cũng bình thường này ạ. Bình thường à? Thế có phải cầu viện trợ của viện không? Có công nhận được viện trợ của viện điện không? Đã có nhận được hai À, lần này, anh nhận 2 lần rồi, tốt quá. Thế có đỡ được tí nào không? đỡ nhiều thế ạ. À, thế tốt rồi. Em ở Hà Nội là em ở cái khu vực nào? Hà Dũng? Dũng ở Hà Nội là ở khu vực nào? Đó bên nào bạn Phạm Văn Đồng à? Tên là Phạm Văn Đồng. Đó bên nào khổ thế? Mình chỉ cứ phải được chung cấp đầy đủ. Thế Phạm Văn Đồng có được hỗ trợ của viện không? Hôm qua tôi Dạ dạy một dạ lớp thì em thấy là dạ em có thôi đến khi nào hết giãn cách thì ăn bù vậy nhé. vâng ạ. Để bụng đói đến khi nào hết giãn cách bụng ăn ăn mới ngon. Ok. À, được viện hỗ trợ tiền và lương thực. Nói chung là của ít bằng nhiều đúng không? Không có nhiều nhưng mà hy vọng là các em cũng có thể đỡ được các em phần nào. Bây giờ cũng có một số bạn sinh viên, đặc biệt là những anh chị cao học và nghiên cứu sinh bây giờ muốn muốn quay trở lại Hà Nội làm việc là cũng không được. Hôm qua tôi có một anh sinh viên, học viên cao học của tôi, thế thì anh ấy bảo là bây giờ em muốn lên Hà Nội em làm thực nghiệm lắm rồi nhưng mà anh đấy thì ở Thái Bình, thì Thái Bình là vùng xanh. Thế thì anh ấy bảo là bây giờ mà em mà đi xe máy lên Hà Nội mà bây giờ không được vào Hà Nội mà em quay trở lại Thái Bình là có khi em không được vào, không được về nhà nữa. Thế là chỉ sợ là đi ra khỏi cái vùng xanh đấy thì khi quay lại không quay lại được nữa, cũng khá là căng thẳng. Thôi thì hy vọng đợi một vài hôm, một vài tuần nữa, hy vọng là cái dịch bệnh nó giãn ra, nó bớt ra thì chúng ta sẽ gặp mặt nhau, đúng không? Tôi cũng sốt ruột lắm rồi, bởi vì là bản thân các bạn sinh viên mà không được đi học là cũng là thiệt thòi cho các em, cái khó khăn cho chúng tôi nhé, bởi vì là dạy và thậm chí là những cái công việc mà liên quan đến vấn đề về mặt thí nghiệm ấy thì là nó khá là phức tạp. Các em cũng sẽ phải làm thí nghiệm nhé. Thế nhưng mà đấy, bây giờ nếu mà làm thí nghiệm online thì nó rất là buồn cười. Làm thí nghiệm offline thôi. Ở kỳ trước là hiện tại bây giờ vẫn đang có một số nhóm là cũng tắc, chưa kịp làm thí nghiệm. Cho nên là cũng khá là vất vả trong cái thời buổi dịch bệnh như thế này. Nên cố gắng là chúng ta đang ở đâu chúng ta cố gắng ở yên đấy, hạn chế đi ra ngoài. Mặc dù chúng ta bây giờ xuống chỉ thị 15 rồi, thế nhưng mà cái dịch bệnh nó vẫn còn đang rất là phức tạp, mà chúng ta thấy là cái biến chủng này nó lây không biết đường nào mà lần, cho nên là chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Ok, thế thì có lẽ là bây giờ chúng ta có thể có lẽ là bắt đầu rồi đúng không? Thế thì ông Nguyễn Bá Trung thì ông ngoẹo cái đầu ra, ông bị làm sao đấy? Ok, thẳng đầu lại rồi. Rồi, cũng hy vọng là các em cố gắng giữ sức khỏe để chúng ta tiếp tục học tập về sau nhé. Có lẽ là bây giờ
tắt cái webcam đi để cho chúng ta tiết kiệm cái băng thông. Các em có nhìn thấy cái cửa sổ chia sẻ của tôi không? Đã có. Đã có. Ừ, ok. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi đầu tiên của cái môn học gọi là môn học vi điều khiển và ứng dụng. Cái buổi theo như cái thói quen của tôi thì tôi không bao giờ tôi dạy cái buổi đầu tiên cả. Cái buổi đầu tiên chúng ta sẽ ngồi chúng ta nói chuyện với nhau về cái cách thức học cũng như là giới thiệu qua về cái môn này, học hành như thế nào, thi cử ra sao nhé. Thế thì trước mà bắt đầu thì tôi cũng xin tự giới thiệu bản thân một chút, đúng không? Thì tôi tên là Võ Duy Thành. Các em nhìn thấy chữ của tôi đúng không? Nhìn thấy thôi ạ. Ok. Rõ rồi gì? Ngày trước thì tôi dùng bảng. Ngày trước thì tôi hay dùng phấn bảng, thế nhưng mà phấn bảng thì nó đôi khi nó hơi chập chờn. Cho nên là lần này thì tôi phải mua một cái đồ nó xịn xịn một tí. Đây, tôi có một cái bút. Tôi có một cái bảng như thế này. Đây là tôi viết cái bút này trên cái bảng. Ừ. Nếu mà một số bạn có thể để ý là tôi có một cái găng tay trông rất là buồn cười, đúng không? Đây không phải là găng tay Bia nhé. Này là cái để tôi tì lên trên cái bảng viết cho nó đỡ bị mồ hôi ra. Đấy, cái bút của tôi đây. Cái này thì khá là rẻ. Ok. Rồi, quay trở lại. Tôi là Võ Duy Thành, thì cái địa chỉ email nếu mà bạn nào mà có nhu cầu hỏi han cái gì đó thì các em có thể gửi email về cho tôi theo cái email là thanh.vozhust@vn nhé. Hiện tại bây giờ thì tôi đang làm công tác giảng dạy tại bộ môn tự động hóa. Bộ môn tự động hóa công nghiệp và làm nghiên cứu. Tôi đang nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, tên của nó là Control Technique. And Innovation. Cái này viết tắt là CTI. For electric chúng tôi vẫn hay gọi là phòng thí nghiệm CDI. Tên tiếng Việt là phòng thí nghiệm nghiên cứu xe điện, nó ngắn gọn như thế thôi, phòng thí nghiệm nghiên cứu xe điện. Cả hai cái đơn vị này đều thuộc là Viện Điện. Ok chưa? Các em có thể nghe thấy tên CTI, chắc là các em một số bạn cũng đã biết rồi, và trong lớp mình tôi đoán là cũng có một số bạn đang làm việc và học tập như là nghiên cứu tại CTI. Thì chúng tôi chuyên về nghiên cứu về xe ô tô điện, về điều khiển xe ô tô điện. Ok. Rồi thì cái môn này của chúng ta ấy, là chúng ta sẽ học trong kỳ A, kỳ B. Ok. Tí nữa tôi sẽ gửi cho các em cái file này nhé. Cho nên là không phải lo lắng lắm nếu mà không ghi chép được kịp. Môn của chúng ta là môn vi điều khiển và ứng dụng. Chúng ta học là học trong kỳ A và kỳ B, tức là 15 tuần chia làm 2 kỳ, đúng không nào? Kỳ A, kỳ B. Thế thì như mọi năm ấy thì có thể là các em cũng đã biết cái cách thức cái môn này rồi. Thực ra thì cái nội dung của cái môn học này cũng đã có ở trên các cái chương trình đào tạo của viện công bố. Tuy nhiên thì mỗi một thầy cô dạy cái môn này thì lại có những cái cách thức tiếp cận khác nhau.
Đấy, mặc dù nội dung thì nó cũng 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 như vậy thôi, thế nhưng mà cái cách thức tiếp cận khác nhau, để thứ nhất là nó có những cái sự khác nhau một chút ở trong cái phong cách giảng dạy. Thế thì nhưng mà cũng là một cái hướng tiếp cận và cái tư duy khác nhau ở trong cái đối với cái môn này. Ví dụ như là thế này, trong cái nội dung giảng dạy của cái môn này mà các em có thể thấy ở trên chương trình đào tạo ấy, thì nó tập trung vào là dùng cái vi điều khiển DSP 30F 4011. Đấy. Đúng rồi, DSP 30F 4011. Lấy cái loại vi điều khiển này ra để làm cái ví dụ và học học về cái môn này. Tuy nhiên thì cái quan điểm của tôi nó hơi khác một chút. Tôi không muốn dạy chủ gọi là tập trung vào một cái loại vi điều khiển nào đó, và tôi cũng không lấy một cái vi điều khiển nào đó làm ví dụ cho cái môn học này. Cái quan điểm của tôi ấy, đấy là gì? Tức là vi điều khiển nó chỉ là một công cụ thôi, là một cái tool thôi, một cái tool. Đấy, cái công cụ này là cái công cụ để triển khai các thuật toán, đúng không? Tức là các cái control algorithm của các em. Các em có thể mô phỏng hay là em có thể chạy thử ở đâu đó ở trong các phần mềm, ví dụ MATLAB Simulink hay là PSim hay là cái gì đó, đúng không đã nào? Thế thì các cái này thì được simulate. Các em làm simulation để các em thử nghiệm các thuật toán điều khiển. Thế thì bây giờ sau khi mà có thuật toán điều khiển xong rồi ấy, thì nhiệm vụ của các em là phải chuyển cái thuật toán điều khiển này vào trong một cái vi điều khiển ở đó. Chúng ta gọi là MCU, đúng không? Thế là chúng ta phải chuyển cái thuật toán này vào trong cái MCU. Cái vấn đề nó nảy sinh ở đây. Nếu giả sử tôi dùng DSPIC 30F4011 này để tôi làm cái đối tượng giảng dạy cho các em trong cái môn học này ấy, thì tất cả cái MCU, những cái công tác gọi là thực hiện chuyển cái control algorithm này vào trong cái MCU này thì đều là dựa trên cái DSPIC 4011. Thế thì nó hơi mang tính chất đặc thù và nó bị trói buộc ở trong một loại vi điều khiển, và cái điều này là tôi nghĩ là nó không hợp lý lắm ở cái chỗ, tức là mai mốt rồi đến khi các em đi làm, ok, các em đi làm thì các em sẽ nhận được một cái dự án project nào đó. Thế thì bây giờ cái project này nó yêu cầu, nó có một một cơ số các cái yêu cầu cho các em. Trong đó thì khi mà đi làm ở doanh nghiệp, người ta yêu cầu cái quan rất là quan trọng, đấy là các cái chỉ tiêu. Đầu tiên là chỉ tiêu về kinh tế là tiền, sau đó mới đến chỉ tiêu về kỹ thuật là technical, đúng chưa đấy nào? Hai cái này thì đương nhiên là nó cũng khó mà có thể bảo là xếp trước xếp sau cái nào quan trọng hơn cái nào, nhưng mà hai cái này nó đều cần phải tối ưu optimize cái này. Đấy. Thế thì sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện, tức là em có thể học quen với cái DSPIC 30F4011 này, cho nên là đến khi ra trường em bảo là em chỉ dùng DSPIC 30F4011 cho cái dự án này thôi, em chỉ biết dùng cái này thôi. Thế thì nó cũng rất là dở, bởi vì là cái DSPIC 4011 này nó khá là đắt tiền. Trong khi đấy là cái công việc của cái project này nó cũng vừa phải, nó nhẹ nhàng, nó cũng không phải quá quá nặng nề, cho nên là mình hoàn toàn mình có thể dùng một cái loại vi điều khiển tương đương với giá thành nhỏ hơn và số lượng ngoại vi nó ít đi để chúng ta thực hiện cái dự án này. Và như thế thì nó sẽ hạn chế cái năng lực của chúng ta. Đấy. Cho nên ấy là khi mà đi ra ngoài đi làm ấy, chúng ta sẽ thấy là bây giờ cho tôi bất kỳ một cái dự án, cứ đặt ra đầu bài, đầu tiên là tôi sẽ tìm ra được một cái phương án kỹ thuật nó hợp lý, hoặc là một nhóm các phương án kỹ thuật hợp lý. Sau đó thì tôi dựa vào cái số lượng kinh phí mà tôi có thì tôi sẽ chọn ra được một cái phương án kỹ thuật mà nó phù hợp nhất với cả cái phương án kinh tế đó. Chúng ta gọi nó là tối ưu về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Như vậy thì rõ ràng nếu mà chúng ta chỉ học về một loại vi điều khiển thì nghe chừng là chúng ta sẽ khó mà có thể adapt được theo, tức là chúng ta có thể là thích nghi được theo những cái yêu cầu của thực tế.
Cho nên ý, trong cái môn học này thì tôi không muốn dạy chủ đạo về một cái loại vi điều khiển nào đó, mà tôi sẽ để nhường cái phần đó cho các em, tức là các em cảm thấy là cái loại vi điều khiển nào mà các em thấy thích dùng, hay là các em thấy nó học nó dễ, thì các em tự đào tạo bản thân mình cái kiến thức về, hay là cái thông tin về cái công cụ đó. Đúng chưa nào? Thế thì điều đó có nghĩa là như thế nào? Tôi có nghĩa là trong cái môn học này chúng ta có 15 tuần, chúng ta chia làm hai kỳ, kỳ A và kỳ B nha. Thế thì cái kỳ A này là cái kỳ mà tôi sẽ đứng lớp giảng dạy về lý thuyết chung. Lý thuyết chung thì tôi sẽ giảng dạy, tôi có thể giảng dạy về cái cấu trúc chung của một hệ thống mà sử dụng vi điều khiển. Tôi sẽ nói đây là cái general nhé. Rồi tôi sẽ có nói về các cái cấu trúc của hệ thống, cấu trúc. Rồi tôi nói về các cái ví dụ lập trình C cho vi điều khiển. Rồi tôi nói về các cái thiết kế của điều khiển. Và tôi nói về cả cái triển khai cái bộ điều khiển này trên vi điều khiển như thế đó. Realization tức là triển khai đấy. Triển khai cái bộ điều khiển đấy là control realization, tức là triển khai thuật toán điều khiển đấy, vân vân đấy. Thì tôi sẽ nói về những cái gọi là kiến thức chung như thế này. Thế còn cái kỳ B là nhiệm vụ của các em nhé. Kỳ B ấy, thì chúng ta đợi một chút. Ok. Kỳ B thì nhiệm vụ của các em là gì? Kỳ B nhiệm vụ của các em là các kỳ B này của các em là presentation. Có nghĩa là thế này, có nghĩa là tôi sẽ cho một một cơ số topic, tôi sẽ đưa cho các em các cái topics. Thế là nhiệm vụ của các em ấy sẽ là làm slide để báo cáo, hay là để gọi là thuyết trình trước lớp, được chưa nào? Mỗi một cái topic thì sẽ thực hiện và được trình bày bởi một nhóm bạn sinh viên. Thì cái topic này thì tôi sẽ giao sớm, thực ra là bây giờ giao không vấn đề gì cả, nhưng bởi vì bây giờ cũng chưa có ý nghĩa nhiều. Thế thì cái kỳ A của chúng ta là có 8 tuần, kỳ B của chúng ta có 7 tuần. Các em trình bày, nhóm nào trình bày thì chúng ta sẽ được chấm điểm, đúng không? Score. Cái điểm này sẽ chính là điểm giữa kỳ của cái nhóm đấy. Ok. Có một cái lưu ý với các em như thế này. Thứ nhất, để mà được trình bày ấy, hay là để mà gọi là được chấm điểm ấy, thì có một số những cái nguyên tắc của presentation. Chờ tôi một chút nhé. Có một số nguyên tắc của presentation. Ok. Thế nguyên tắc của nó là cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện nhé. Rồi. Cái nguyên tắc thứ nhất ấy, là một cái presentation của các em ấy, nó phải có đầy đủ ba thành phần. Chúng ta gọi là ba phần đi. Nha. Cái phần thứ nhất ấy, là các em phải có cái gọi là general knowledge về cái topic đó. Tức là ví dụ như thế này, rõ ràng ấy, chúng ta sẽ thấy là gì, trong vi điều khiển của chúng ta có rất nhiều ngoại vi,
ví dụ như là tham mơ, ví dụ như cao tơ, ví dụ như là ngắt rồi định thời về PWM vân vân, nó có rất nhiều những ngoại vi khác nhau. Thì cách triển khai ấy, của các vi điều khiển các dòng khác nhau, chẳng hạn như của TI tức là Texas Instruments thì nó khác, nó khác về thanh ghi, nó khác về năng lực của cái phần cứng đấy, nó khác về cái đặc trưng của các cái ngoại vi đấy, nó khác so với cả ví dụ như là microchip, DSPIC hay là PIC, rồi nó cũng khác cả về của bộ ST Microelectronics. Nói chung là mỗi một hãng sản xuất chip khác nhau thì nó đều đưa ra những cái đặc thù riêng của cái hãng đấy, về cái chức năng, về cách sử dụng của cái loại thành phần hay là phần cứng hay là ngoại vi đấy. Nhưng nó có bao giờ nó cũng có một cái gọi là nguyên lý hoạt động chung, chứ là chúng ta gọi nó là principle, là gì, là working principle, tức là nguyên lý hoạt động của nó bao giờ cũng giống nhau. Chả có timer thì chả bao giờ có cái chuyện là timer của Texas Instruments nó lại có nguyên lý hoạt động nó khác so với cả timer của microchip, không bao giờ có chuyện như thế. Bao giờ nó cũng có những nguyên lý hoạt động chung và có những cái lý thuyết chung về nó. Cho nên ấy, nhiệm vụ của các em là phải tổng hợp lại những cái nguyên lý chung, nguyên lý hoạt động chung của nó. Cái nhiệm vụ của các em ấy là phải tìm ra cái nguyên lý chung đấy, tìm ra được cái nguyên lý hoạt động chung của nó, để mà gọi là gì, để mà chúng ta trình bày sao cho ai cũng hiểu. Tại sao chúng ta lại cần phải có nguyên lý chung này? Bởi vì đơn giản là đến khi mà các em đi làm về dự án nào đó, các em có thể dùng bất kỳ một loại vi điều khiển của bất kỳ hãng nào, mặc dù cái cách cấu hình của nó, cách thiết thanh ghi khác nhau, nhưng bởi vì các em đã nắm được nguyên lý chung, cho nên là cái việc tiếp cận với cả cái dòng vi điều khiển đấy, cái loại vi điều khiển đấy nó trở nên rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta hiểu cái nguyên lý chung của nó nhé. Cho nên là bao giờ tôi cũng nhấn mạnh vào cái nguyên lý chung này, chúng ta cần phải tìm ra, phải xác định đấy. Cho nên cái phần đầu tiên là phần rất quan trọng nhé, đấy là những kiến thức cơ bản, kiến thức chung, đấy là về cái nguyên lý hoạt động của cái thành phần mà các em sẽ làm presentation. Rồi thế dựa trên những cái nguyên lý chung này thì chúng ta mới đem ra là gì? Example on a particular MCU. Tức là bây giờ này, là dựa trên nguyên lý chung như thế này, thế thì bây giờ cái vi điều khiển của Texas Instruments ví dụ MSP430, các em lấy ra làm ví dụ. Thì cái việc ví dụ này nó hoàn toàn là các em thạo cái loại vi điều khiển nào thì các em có thể mang ra để làm ví dụ cho cả lớp về cái topic đấy, của cái vi điều khiển đấy. Ví dụ như là gì, tôi bảo các em làm về timer, đây là ví dụ nhé, timer đây là được chưa nào, đấy, về timer. Thế thì bây giờ là các em, các bạn nào, nhóm nào mà nhận nhiệm vụ là thuyết trình về timer thì các em cần phải tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của timer đó là gì, định nghĩa này, khái niệm này, phân loại này, rồi nguyên lý hoạt động chung này, vân vân và vân vân. Đấy là những cái mà các em cần phải đọc nhiều cái tài liệu khác nhau của các hãng vi điều khiển khác nhau, thì các em tự nhận ra cho mình một cái nguyên lý hoạt động chung đó. Sau đó thì các em đem ra, các em dùng, ví dụ như là các em có thể dùng chẳng hạn như là mấy cái dòng của ST chẳng hạn, đúng không, hoặc là ví dụ như là dòng microchip chẳng hạn, thì các em có thể đem ra một cái ví dụ như là MSP430 của Texas Instruments, đúng không? Thì lấy đây làm ví dụ đấy. Tức là ở trong cái thành này, trong cái đồng chí này ấy, trong cái mục số 2 này này, thì chúng ta cần làm cái gì, chúng ta cần phải liệt kê các cái thanh ghi, ví dụ register, đúng không, rồi cái gì nữa, rồi các cái cách thức cài đặt, setup, đúng không, vân vân và vân vân. Thì những cái này nó sẽ là đặc thù của cái 30. Rõ ràng MSP430 nó có 3 thanh ghi để cài đặt cho timer. Nhưng mà ví dụ như của ST, một cái dòng nào đó của ST, ví dụ như là dòng ST32 chẳng hạn, chúng ta thấy là nó có 5 thanh ghi để cài đặt cho timer. Nhưng mà thực ra 5 thanh ghi đấy thì
nó là nó bởi vì cái ngoại vi, cái phần cứng Thamer này nó của các cái vi điều khiển khác nhau, nó xịn, nó kém thì nó khác nhau, thì nó sẽ có các số lượng thanh vi nó khác nhau. Cho nên là chúng ta dùng một loại vi điều khiển nào thì chúng ta lấy ví dụ về vi điều khiển đó, và chúng ta phải liệt kê các thanh vi, cách thức cài đặt nó ra sao, cái các cái bit, các cái byte của nó có ý nghĩa gì, và các cái bước làm việc gọi là step by step làm việc với nó như thế nào. Sau đó đến cái phần thứ ba ấy, là các em cần phải có một cái simulation hoặc là experiment. Tức là các em cần phải minh chứng những cái mà các em này đấy, minh chứng những cái mà các em đã nói ở phía trên này bằng một cái mô phỏng hoặc là một cái thực nghiệm nào đó. Chẳng hạn như là các em có thể dùng protest, đúng không? Các em có thể dùng protest để các em mô phỏng, hoặc là các em có thể sử dụng phần cứng mà các em tự thiết kế, hoặc là dùng kit, đúng không nào? Là đem lên phần kit, đúng không? Đúng không? Các em có thể dùng development kit để các em thử thực hiện một cái ví dụ nào đó. Thế thì trong cái phần này thì bao giờ nó cũng có hai phần. Một là cái phần gọi là phần thiết kế phần cứng, tức là hardware design. Và cái phần thứ hai là software design. Được chưa đây nè? Thế là bao giờ là trong cái phần này các em cũng cần phải có hai cái đầu mục này. Đấy là gì? Là các em cần phải thiết kế phần cứng và đồng thời chúng ta phải thiết kế phần mềm để minh chứng về cái nội dung mà các em đã trình bày ở hai cái phần trước. Thế thì có một cái lưu ý với các em như thế này nhé. Cái phần này này, đặc biệt là cái phần software này này. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy là chúng ta có cái gì ạ? Có những cái công cụ phần mềm nó hỗ trợ rất là đắc lực cho các em, đúng không? Chờ tôi một chút nhé. Các em có những cái công cụ hỗ trợ rất là đắc lực. Thế thì với những cái công cụ hỗ trợ đấy ấy, thì nó lại có một cái nhược điểm là nó hỗ trợ hết cho chúng ta, cho nên là chúng ta không phải làm gì cả, chỉ có ngồi mà chạy cái YZ. Đấy, ví dụ như là hình như là có cái bạn nào nó có cái ví dụ như là của ST, họ có những công cụ rất là tốt cho các em là cái YZ ấy. Tức là để chúng ta chỉ có gọi là setup, tức là cài đặt mấy cái tham số mà ở trong cái phần mềm nó cung cấp sẵn, xong nó sẽ tự nó biên dịch ra cái code cho chúng ta. Thế thì nó có một cái nhược điểm là nếu chúng ta dùng cái YZ như thế này, nó chúng ta sẽ không hiểu sâu và không hiểu bản chất của từng cái nội dung, của từng cái thanh ghi, của cái công việc setup của từng bit, từng byte nó ý nghĩa như thế nào cả. Ví dụ như là bảo về timer thì nếu mà tôi bảo các em là chạy cái timer này ở cái tần số ví dụ như là 10 kHz, thế thì bây giờ các em vào cái phần YZ này, các em cài đặt thế là ra được 10 kHz. Các em chỉ cần bảo là thanh ghi cái thạch anh tôi dùng là ví dụ 12 MHz chẳng hạn, thế là nó sẽ tự động nó build ra cái code mà để nó tạo ra được cái timer 10 kHz. Nhưng mà chúng ta thấy là gì, chúng ta dùng cái YZ này thì chúng ta chả hiểu thanh ghi nó là cái gì, setup nó ra sao, và các cái bit, cái byte của nó ý nghĩa như thế nào cả. Vì vậy mà chúng ta đối với cả cái này, tôi yêu cầu các em là gì, chúng ta không dùng YZ nhé. Chúng ta cần phải thực hiện một cái ví dụ nó đơn giản thôi. Tôi không cần các em làm cái gì nó cao siêu cầu kỳ hết cả, chỉ là gọi là làm một cái ví dụ đơn giản, nhưng mà nó cần phải thể hiện được những cái ý nghĩa của thanh ghi ở trong đấy. Được chưa? Là tức là chúng ta cần phải tự cài đặt và không dùng hàm có sẵn, hay là công cụ, không dùng công cụ setup tự động. Hình dung không? Đấy. Thế thì chỉ khi nào mà chúng ta tự cài đặt như thế này này, thì chúng ta mới minh chứng được chứ. Bây giờ
bây giờ các em ở ở phần 2 này các em bảo là à cái MSP430 có thanh ghi như thế này phục vụ cho timer, bit byte nó như thế này, nhưng đến khi làm cái ví dụ mô phỏng thì chúng ta lại dùng cái YZ, tức là chúng ta dùng cái công cụ tự động để chúng ta dịch ra mã. Thế thì bây giờ là toàn bộ cái phần trên này ý nghĩa nó để làm gì? Có đúng không? Cho nên ấy, chúng ta lưu ý là chúng ta dùng những cái công cụ tự động đấy là về sau các em khi các em hiểu rõ rồi ấy, thì các em dùng công cụ tự động nó dễ. Đấy. Hoặc là ví dụ như này, đôi khi dùng công cụ tự động nói như thế thôi nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái vấn đề, chẳng hạn như khi mà cái dự án của chúng ta mà nó phức tạp một những công cụ tự động này nó sinh ra mã nhưng mà đôi khi nó lại có thể có sự xung đột với nhau và chốt ở đâu cả, chúng ta không hiểu bit byte nó ý nghĩa của cái bit byte của trong thanh ghi nó là như thế nào, cho nên là nó dùng công cụ tự động nó sinh ra những cái giá trị để cài đặt cho các thanh ghi, thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy là chúng ta chả hiểu nó là tại sao nó lại cái con số này nó là một là không đấy. Cho nên đấy ba cái phần như thế này là ba ba cái phần thuyết trình mà nó sẽ bám rất là chặt với nhau nhé, bám rất là chặt với nhau cái nguyên lý chung, nguyên lý hoạt động chung, những kiến thức chung, ví dụ về một loại vi điều khiển nào đó đúng không nào, trên một cái vi điều khiển nào đó các thanh ghi của cái thành phần đấy là gì, của vi điều khiển đấy là gì, ứng với cái topic đấy, rồi là một cái ví dụ và ví dụ này là cụ thể và chi tiết đến hết mức có thể và phải làm bằng tay tất cả mọi thứ nhé, không cần phải cầu kỳ, không cần phải phức tạp, tôi chỉ cần các em làm thế nào để cho nó, ai cũng có thể hiểu được, được chưa nào. Cái câu chuyện tiếp theo là gì? Ok, sau khi mà các em có cái presentation, sau khi các em làm xong presentation thì các em chấm điểm đúng không? Thế điểm của em được chấm như thế nào? Điểm của các em được chấm, của các em được chấm là không phải do tôi chấm. Điểm presentation. Là do lớp chấm. Ok, do lớp chấm điểm cho các em. Và chấm cái này ấy, thì chúng ta là chấm kín. Chấm kín hoặc chấm hở thì tùy, thực ra là chỉ là tôi biết thôi nhá. Chấm kín hoặc chấm hở có nghĩa là gì? Các em có thể cho bạn ví dụ mỗi thành viên trong lớp có thể tự cho bạn cho cái nhóm thuyết trình ấy, là điểm 9 điểm 10 hoặc thậm chí nếu mà trình bày dở có thể cho một cho hai và các em có thể điền tên mình vào đấy cũng được mà không điền tên mình vào cái bản chấm cũng được. Cái này tôi sẽ gửi cho lớp một cái đường link giống như là cái form ấy nhé, link form hoặc là Google Form ấy để các em tự điền điểm vào đấy, sau đó chúng ta sẽ lấy trung bình. Cho nên ấy, là cái này rõ ràng là bởi vì cái nhóm làm presentation này là phục vụ cho lớp, phục vụ cho chính lớp học, chính các bạn, cho nên là hãy để các bạn chấm điểm chứ còn cái này nó không phục vụ cho tôi, để các bạn chấm điểm. Thế nên nếu mà trình bày hay thì điểm cao, mà trình bày dở thì điểm thấp, câu chuyện nó đơn giản là như vậy nhé. Ok không nhỉ, đây là điểm giữa kỳ của một số nhóm nhé. Thế còn các cái nhóm còn lại, những bạn còn lại mà không làm presentation ấy thì chúng ta sẽ có cách thi giữa kỳ khác thôi. Các em có cái câu hỏi hay là thắc mắc gì ở trong cái cách thức hoạt động như thế này không? Có một cái nữa mà tôi cũng muốn bổ sung, đấy là thế này, tức là sau khi mà các em trình bày xong, tức là sau khi cái nhóm thuyết trình ấy, trình bày xong thì chúng ta sẽ có một cái phiên gọi là phiên discussion. Tức là phiên thảo luận. Bởi vì nói thế thôi chứ trình bày cái này nếu mà các em không có kỹ năng trình bày thì nó trình bày khá là nhanh mà chúng ta có 3 tiết học. Cho nên là chúng ta sẽ có cái phiên discussion này. Ok, cái phiên discussion này ấy, thì nó là sẽ do các bạn trong lớp đặt câu hỏi. Các bạn đặt câu hỏi. Và nếu lớp không có ai mà tự giác đặt câu hỏi thì tôi sẽ chỉ định. Chỉ định một bạn nào đó hỏi câu hỏi.
Ok. Thế thì đã là gọi là một buổi thuyết trình ý, thì chúng ta cần phải có người đặt câu hỏi. Bởi vì không có câu hỏi thì chỉ có hai trường hợp ở đây xảy ra thôi. Nhá. Một là cái nhóm thuyết trình là thuyết trình hoàn hảo, perfect và ai cũng có thể hiểu, ai cũng biết và cuối cùng là chẳng ai có câu hỏi gì hết cả. Vì nó hoàn hảo quá rồi. Cái trường hợp thứ hai ấy, thực ra nó có vài trường hợp đấy. Trường hợp thứ hai đấy là gì? Là cái người tức là những bạn ở trong lớp ấy, thì chả chịu nghe ngóng gì cả. Và đến khi mà yêu cầu đặt câu hỏi thì chả biết là trình nhóm ở trên kia trình bày về cái gì, nên là cũng chẳng biết hỏi cái gì cả. Đúng không nào? Và có thể có một cái trường hợp thứ ba đấy là cái nhóm trình bày kia quá dở và cũng gây ra cái câu chuyện là các bạn ở dưới chả hiểu nói cái gì cả, cho nên là cũng không biết đặt câu hỏi gì. Nhưng mà ấy, tất cả những cái trường hợp đó ấy, thì thực ra nó chỉ là chúng ta thống kê như thế, nhưng trên thực tế thì sẽ không không bao giờ có chuyện như vậy. Bởi vì làm sao? Bởi vì là dù là chúng ta không, tức là dù thứ nhất, cái trường hợp thứ nhất là trình bày hoàn hảo là cái câu chuyện nó rất là khó tin rồi, bởi vì chả có cái gì nó hoàn hảo cả. Bao giờ nó cũng có những vấn đề. Trường hợp thứ hai là là ngồi dưới không chịu nghe. Thực ra là các em ở trong lớp thì đương nhiên là khi mà các em học thì các em phải tập trung, cho nên là bảo không chịu nghe là không hợp lý. Chỉ có điều là chúng ta nghe lõm bõm thì cho nên là càng như thế chúng ta càng phải hỏi. Và cái thứ ba, cái nhóm trình bày nó quá dở, thực ra là quá dở nhưng mà chúng ta đều có topic, cho nên là chúng ta vẫn có thể đặt được câu hỏi, ít nhất là bảo là các bạn trình bày lại. Cho nên ý, thì tôi theo quan điểm của tôi ý, là đã là trình bày ở trên thì ở dưới phải nghe và phải có những cái thắc mắc. Nếu không có thắc mắc thì chứng tỏ là chúng ta không có cái người trình bày ở trên là quá dở. Và điều đó là chúng ta thấy là nó cũng hơi hơi bất công cho những người người ta trình bày ở phía trên. Cho nên là chúng ta cần phải đặt câu hỏi. Thế thì nếu giả sử mà các chẳng cả lớp mình không có ai đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ làm sao? Chỉ định thôi nhé. Rồi. Cái vấn đề tiếp theo là thế này, nếu mà chỉ định mà đặt đặt câu hỏi mà không chịu không 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 hỏi được câu nào ấy nhé, thì tôi có cái hình thức để xử lý cái bạn đấy. Như vậy bạn đó thứ nhất là hoặc là không nghe, không tập trung nghe, hoặc là không không đi học, đúng không? Đúng đấy. Hoặc là không ngồi ở đấy. Ok, thế thì đã là tóm lại là chúng ta cái phiên discussion này là chúng ta phải đặt câu hỏi. Có một cái thứ hai nữa là thế này, tôi sẽ cố gắng hướng các em là cái công việc cái buổi mỗi cái buổi presentation này là giống như một cái seminar, mỗi một cái presentation của một nhóm ấy nó giống như một seminar, và đã là một seminar thì chúng ta phải có chair, tức là người chủ tọa đấy. Ok, chúng ta phải có chủ tọa. Thế thì là cái này thì là cái buổi đầu tiên, cái nhóm đầu tiên trình bày thì sẽ là tôi chủ tọa nhé, là tôi chủ tọa. Còn những cái buổi sau ấy thì nhóm nào trình bày buổi trước thì sẽ là chủ tọa cho cái buổi sau. Chủ tọa thì thực ra đơn giản thôi, tôi sẽ làm mẫu cho các em thì các em sẽ biết thôi. Tức là đầu tiên là giới thiệu các bạn nhóm trình bày, nội dung trình bày là cái gì. Xong rồi đến cái phiên discussion này sẽ đứng ra để giống như là một người MC đấy, đúng không? Dẫn dắt chương trình đấy, đúng không? Đặt gọi là hỏi các bạn xem là có ai có câu hỏi gì không, rồi cùng nhau thảo luận. Tức là tóm lại là cái bạn chủ tọa này là cái bạn khá là quan trọng để có thể gọi là làm cho cái buổi seminar nó sinh động hay là nó buồn ngủ hay là thế nào đó thì do cái bạn chủ tọa này. Ok, đúng không nhỉ? Tức là nhóm tuần trước thì phải làm chủ tọa cho cái buổi tuần sau nhá. Và cái nhóm đầu tiên trình bày thì đương nhiên là chưa có bạn nào trình bày trước thì tôi sẽ làm chủ tọa và các em biết cách thế nào gọi là một cái phiên là làm chủ tọa là như thế nào. Giống như là đi hội nghị mai mốt mà các em sẽ thấy là nếu giả sử các em đi hội nghị các em sẽ thấy là sẽ có cái hội gọi là cái chair đấy, đúng không?
chairman ấy, tức là người chủ tọa cho cái phiên họp ấy. Cái người đấy là cái người giới thiệu, cái người trình bày một đoạn ngắn về cái biography của cái người trình bày. Sau đó thì là khi trình bày xong thì đến phiên là câu hỏi thì đứng lên hỏi ai hỏi gì không. Và lưu ý nếu mà không có ai hỏi thì chủ tọa phải đặt câu hỏi. Cho nên cái người chủ tọa là cái người phải rất là chủ động lắng nghe. Ok. Thế thì đấy là cái cách thức mà chúng ta làm. Thế thì sau cái phiên discussion này thì chúng ta sẽ đến chấm điểm thôi, đúng không nào? Và đương nhiên ấy, là tôi thì đương nhiên là tôi không phải là tôi đứng ngoài cuộc, mà tôi sẽ giải đáp, tôi sẽ hỗ trợ cái nhóm làm presentation này giải đáp các câu hỏi. Nếu những câu hỏi này nó không, nó quá khó, hoặc là nó cần phải có một cái gọi là cái kinh nghiệm nó rộng hơn một chút, thì tôi sẽ đứng ra tôi hỗ trợ cái nhóm làm presentation để trả lời các câu hỏi của các bạn. Miễn là các bạn đặt rất nhiều câu hỏi, đặt thật nhiều câu hỏi, đặt càng nhiều càng tốt. Càng nhiều bạn đặt câu hỏi thì càng tốt nhá. Cái này ý, các em lưu ý này, là nếu giả sử chúng ta phải thi viết nhá. Nếu giả sử chúng ta phải thi viết ấy, tức là thi thay vì là chúng ta thi phần cứng, chúng ta phải thi online chẳng hạn. Nếu dại mồm như dịch bệnh mà nó diễn ra như đợt vừa rồi ấy, là cái lớp mà vi điều khiển là toàn bộ là phải thi online hết ấy, thì tôi sẽ chỉ ra đề ở trong cái nội dung mà chúng ta thực giảng dạy và cũng như là học tập ở trên lớp thôi. Có nghĩa là nội dung của chúng ta sẽ nằm ở trong kỳ A và kỳ B. Cho nên ý, những cái nội dung mà các bạn trình bày ở trong buổi presentation này ý, nó sẽ hoàn toàn có thể nằm ở trong bài thi. Và vì vậy ý, các bạn nào ngồi ở dưới lắng nghe mà không hiểu ý, thì phải yêu cầu cái nhóm ở phía trên trình bày cho nó cặn kẽ. Bởi vì các em không hiểu thì mai mốt đến khi các em đi thi mà đề rơi đúng vào cái phần đấy thì các em phải tự chịu. Do là có người trình bày cho mình rồi mà mình không chịu hiểu. Các em hình dung không? Cái đấy rất rất lưu ý. Có một cái lưu ý nhỏ với các em làm trình bày ấy, làm presentation ấy, đấy là các em cần phải gửi cho tôi cái bài, cái slide, gửi cho tôi cái slide trước một tuần nhé. Ví dụ như là thứ ba tuần này các em trình bày thì thứ ba tuần trước các em phải gửi cho tôi cái slide này, gửi slide trước một tuần. Ok chưa? Cái này thì thực ra là để tôi gọi là góp ý vào cái slide này sao cho nó hoàn thiện, sao cho nó tốt hơn. Thì rõ ràng là nếu mà slide nó tốt thì các em thấy là điểm chắc là nó sẽ cao. Đấy, ví dụ đấy. Tức là chúng ta cần phải gửi slide trước một tuần. Okay, cái này các em hết sức lưu ý. Ok, thế thì đấy là cái phần giữa kỳ. Nha. Có ai có thắc mắc gì không? Em thấy thầy là chia nhóm kiểu gì ạ? Hả? Em thấy thầy là chia nhóm như nào? Ok, thế thì bây giờ mới nói đến chuyện chia nhóm. Chia nhóm bây giờ thế này. Nào, bây giờ chúng ta cần phải chọn ra một lớp trưởng. Nhé. Có bạn nào xung phong là lớp trưởng không? Hình như trong lớp mình có một bạn nữ. Có phải không nhỉ? Tôi nghĩ là một bạn nữ là lớp trưởng sẽ hay hơn. Nói chuyện với cả mấy bạn con trai nó dễ. Mấy ông con trai nói chuyện với nhau có khi ông này không nghe ông kia. Chia nhóm tùy duyên. Các em thực ra cái việc nhóm, việc chia nhóm đấy là hoàn toàn là do các em. Các em cảm thấy là chúng ta làm việc với nhau lâu rồi thì chúng ta lập nhóm thôi. Nếu mình có bạn nữ có thể bật cái mic lên được không? Em có thể làm lớp trưởng được không? Alo? Thầy nghe thấy không ạ? Ok, em nói hơi bé, tôi hơi khó nghe. Dạ vâng. Em có thể giới thiệu bản thân một tí được không? Hằng đúng không? Vâng ạ. Thì các bạn, em là Trương Linh Hằng, em ở lớp tự động hóa 06 K63. Ừ. Vâng ạ. Em là lớp trưởng được ạ. Được rồi. Dạ vâng ạ. Ok, rồi, hay quá. Rồi, thế thì bây giờ chuyển của chúng ta. Đấy.
là bạn Trương Thanh Hằng. Hằng cho tôi xin cái số điện thoại được không? Dạ vâng, em đọc đấy ạ. Ừ. 09678 ạ. 43829 ạ. Ok. Rồi, đây là thông tin của bạn lớp trưởng. Thế thì bây giờ là Hằng giúp tôi, tức là ví dụ các em cho các bạn đăng ký nhóm nhé. Được không? Lưu ý nhé, lưu ý này. Cái nhóm này sẽ có thể theo chúng ta từ đầu cho đến cuối kỳ và thậm chí đến khi thi cuối kỳ. Và có một cái nguyên tắc là như thế này, là một nhóm thì là bao giờ cũng phải nhỏ hơn bằng 4 người. Tức là chỉ có tối đa 4 người một nhóm, không bao giờ có chuyện có 5. Cho nên em cần lưu ý là lập nhóm cho nó sớm. Nhá. Lập nhóm cho nó sớm để đỡ bị rơi rớt đến khi cuối kỳ tự dưng là có một một vài nhóm thì lại tách ra, xong rồi đến khi tách ra thì đến khi một bạn bị tách ra là không biết là nhập vào nhóm nào, cuối cùng là hoặc là một mình một nhóm, hoặc là xin bảo thầy ơi cho em vào cái nhóm này nhưng mà nhóm này em vào thì thành 5 người, thì không bao giờ có chuyện thế. Đừng bảo tôi giải quyết cái câu chuyện đấy nhé. Một nhóm tối đa là 4 người, được chưa nào? Thống nhất nhé. Thế thì bạn Hằng cố gắng là nhắn các bạn là lập nhóm sớm và có một cái danh sách để có gì là chúng ta sẽ phân chia các cái topic để làm presentation. Cái presentation ấy thì lưu ý này, cũng như vậy là nếu giả sử các em nó có hai cái trường hợp xảy ra. Một là có quá nhiều nhóm đăng ký làm presentation so với cả số lượng topic. Topic của chúng ta có 6-7 cái thôi. Thế nhưng mà lớp của mình là có 70 người. 70 người thì ví dụ như là nếu mà đẹp đẽ ra thì 70 chia cho 4. 70 chia cho 4 thì được là 40, 40 gần khoảng 40, 10 khoảng tầm 18 nhóm, đúng không? Khoảng tầm 18 nhóm, ví dụ như là chia hoàn hảo thì là 18 nhóm, thì trong đấy có một nhóm có hai bạn thôi, không sao cả. Thế thì 18 nhóm mà chỉ có 7 đề tài thì nó hơi nhiều, đúng không? Cho nên là hoặc là chúng ta bốc thăm. Nhưng cũng có trường hợp là các nhóm đăng ký lại, số lượng nhóm đăng ký lại ít, là ít hơn số lượng đề tài hay ít hơn số lượng topic. Ví dụ như là topic thì có 7 cái nhưng chỉ có hai nhóm đăng ký, thì trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên trong các cái nhóm còn lại để làm topic đấy. Cho nên là presentation này là bắt buộc đối với các em. Được chưa nào? Bắt buộc đối với lớp. Thống nhất nhé. Và cái điểm presentation này chính là điểm giữa kỳ, cho nên là chúng ta thấy là nó cũng khá là thuận lợi cho các em thôi, đúng không? Ok. Rồi. Tiếp theo đến cuối kỳ. Rồi, bây giờ đến cuối kỳ. Cuối kỳ thì như thế nào? Cuối kỳ thì có một số hình thức thì viết. Hai là thi phần cứng. Thi viết ấy thì giống như là đợt vừa rồi ấy, là cũng là đề thi viết thôi. Thời gian là 90 phút. Các em như nào, như đợt vừa rồi, như cái kỳ vừa rồi ấy, là gồm có hai phần, một phần là lý thuyết và một phần là bài tập. Chưa nào? Lý thuyết này thì tôi cho mấy câu như thế, thiết kế, thiết cung gì đấy. Rồi bài tập thì là mô phỏng. Cả lý thuyết và cả bài tập này thì nó đều gắn với cả nội dung mà chúng ta trình bày ở trên lớp. Chưa nào? Thế còn nếu cái trường hợp này xảy ra ấy, đấy là tùy các em nhé. Các em có thể tự chọn, các em thích thi viết hay là thích làm phần cứng để làm thi cuối kỳ. Phần cứng thì như thế này. Nếu giả sử điều kiện cho phép, Covid, Covid mà nó bị khống chế, nó bị khống chế và chúng ta có thể học offline và thi offline, thì chúng ta có thể lựa chọn hình thức là thi theo dạng phần cứng. Có nghĩa là chúng ta sẽ
thiết kế một cái phần cứng và lấy nó là bài thi. Và cái này thì đương nhiên là làm theo nhóm, phần cứng này là theo nhóm. Thế còn thi viết là thi cá nhân. Ok. Như phần cứng như thế nào? Ngày trước ấy, như mọi năm ấy, thì tôi ra một cái đề mà các bạn sinh viên cũng có vẻ rất là hào hứng. Hào hứng là như thế nào? Tức là tôi bảo các em làm cái robot điều khiển từ xa. Robot điều khiển từ xa. Thì cái robot điều khiển từ xa này thì các em mang đi các em thi đấu với nhau. Được chưa nào? Ví dụ như là tôi kể một cái sân đấu, đúng không? Tôi kể một cái sân đấu như này, là robot của các em xuất phát từ hai góc, đấy, thế là tiến vào với nhau, xong rồi hai con robot này làm thế nào để đẩy con robot của đối phương ra ngoài sân đấu này là thắng. Đấy. Thế thì thi chia bảng ra, xong rồi đấu với nhau rất là vui. Đấy. Thì cái này các bạn hay gọi là robot sumo, sumo robot. Đến cái cách thứ hai ấy, là gọi là đua xe ô tô điều khiển từ xa, cũng là điều khiển từ xa nhé, tôi khỏi phải viết. Thế giờ ở trên đường thì tôi cũng kể cái đường đua như thế này, thế là các hai bạn thi với nhau chạy thế thôi, bạn nào mà về đích trước thì là thắng. Nhưng mà trên cái đường đua này thì chúng ta sẽ đặt rất là nhiều những cái chướng ngại vật để chúng ta cần phải điều khiển con robot nó vượt qua và không được trườn ra ngoài cái đường đua. Ví dụ như thế. Thì bạn nào về trước là thắng. Và cái này thì cũng đua theo bảng. Đúng không? Và cái đề thứ ba đấy là đá bóng, robot đá bóng. Tức là chúng ta làm một cái sân đấu như thế này, nó có hai cái cột gôn kiểu futsal ấy, đúng không? Hai cái gôn ở đây. Thế thì mỗi một nhóm thì là sẽ làm một con robot có quả bóng ở đây. Cái nhiệm vụ của các em đấy là điều khiển con robot làm sao đẩy được quả bóng vào gôn của đối phương, thế thôi. Hoặc là ngăn cản không cho đối phương đẩy quả bóng vào gôn của mình. Ok. Cái quả bóng này là quả bóng gôn, quả bóng golf. Thì có ba cái đề tài như thế này. Cái này cũng có thể cho các em tự chọn. Thì thực ra cái robot đá bóng và robot sumo này về cơ bản là cái điều khiển nó khá là giống nhau. Nói chung cả ba cái thằng này đều khá giống nhau về hệ điều khiển, hệ chuyển động, hệ điều khiển giống nhau. Chỉ có điều là cái hình thức của chúng nó là khác nhau một chút thôi. Đấy. Thì mỗi năm thì các bạn hay chọn cái robot sumo. Đấy. Nó cũng khá là hào hứng. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta có thể năm nay chúng ta làm khác đi một chút. Chúng ta làm robot đá bóng chẳng hạn. Cái đua xe này thì cũng khá là kinh điển rồi, đúng không? Hôm nay làm đá bóng chẳng hạn thì nó cũng vui. Đấy, có quả bóng như này và các em cần phải điều khiển, còn điều khiển từ xa nhé, không có dây đâu nhé. Đừng có làm dây, đấy, điều khiển quả bóng này sao cho vào gôn được phương. Cũng là chia bảng ra để đấu nhé. Thống nhất không nhỉ? Thì cái này lớp trưởng bạn Hằng có thể hỏi và lấy ý kiến của lớp. Đấy, tôi có những cái đề thi như thế này, cách thức thi như thế này, các em có thể chọn bất kỳ cái đề nào mà các em cảm thấy ưng ý thì chúng ta thống nhất thi theo cái kiểu đấy. Cái này thì điểm là điểm theo nhóm nhé, điểm theo nhóm. Cái thi viết là điểm cá nhân, còn phần cứng là điểm theo nhóm. Tuy nhiên một cái lưu ý này, có một cái sự thật nhé, có một cái sự thật là nếu chúng ta làm theo nhóm ấy thì sẽ có bạn làm bạn không, tức là sẽ có những bạn làm căng sức ra để làm và có những bạn họ làm cân lực, được chưa nào? Thì ở đây tôi sẽ có một cái phương án cho điểm như thế này, có phương án cho điểm như thế này. Đấy là ok, giả sử các em chia bảng đấu, ví dụ như là bảng 1, bảng 2, bảng 3, bảng 4 thì đấy, chúng ta có 4 bảng và chúng ta chọn ra hai đội đầu bảng, sau đó chúng ta đá kiểu này. Như thế. Và chúng ta chọn tiếp ra vân 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 vân, rồi cuối cùng chọn ra hai đội vào chung kết, đúng không? Vân vân. Thì đương nhiên là cái đội nào mà vô địch thì sẽ được 10 điểm. Và đội nhì thì sẽ giảm dần, cứ thế là giảm dần sau này.
Ok. Ê, nhưng mà vấn đề là gì? Mặc dù là chúng ta 10 điểm nhưng mà không phải là tất cả tất cả các bạn ở trong cái này là 10 điểm đâu. Nhé. Đối với cả cái nhóm mà vô địch thì tôi sẽ vác là tôi hỏi. Hỏi vấn đáp. Đúng không? Tôi hỏi vấn đáp. Đấy. Cái việc hỏi vấn đáp này là để nhằm để đánh giá xem bạn nào làm thật, bạn nào không làm. Và khi đó thì đương nhiên những bạn nào làm thật thì giữ nguyên con số 10 điểm. Còn những bạn nào mà ăn theo thì tôi sẽ đánh giá điểm thật. Nhá, có thể là trượt. Đúng chưa đã nào? Thì cái đấy thì cái đấy là nếu mà giả sử mà bạn đấy mà không làm thật thì đương nhiên là bạn ấy sẽ phải tự hoặc là đi hỏi những cái bạn làm thật thôi, đấy phải tự vận động thôi, còn chẳng có nào khác cả. Tương tự như vậy nhóm nhì cũng như thế, và sẽ đến một cái lớp nào đó thì tôi sẽ không hỏi nữa nhé. Và trong trường hợp đấy, ví dụ để mà cho nó công bằng, ví dụ cái nhóm mà bị loại ngay từ vòng bảng, cái nhóm bị loại ngay từ vòng bảng này này, có thể điểm của bạn chỉ có 5-6 thôi gì đó thôi. Nhưng mà 5-6 này là tôi cũng rất tôn trọng cái điểm của các em. Cho nên 5-6 này cũng cũng có những trường hợp là gì? Ok, giả sử được 6 điểm. Thế nhưng mà trong nhóm này sẽ có hai bạn làm thật. Hai bạn làm căng sức ra để mà làm nhưng mà năng lực có hạn thì chúng ta không thể nào vượt qua được những cái nhóm mà mạnh mẽ kia đúng không? Thì ok, chúng ta bị loại từ vòng bảng. Thế nhưng mà trong cái nhóm này có 4 người mà chỉ có hai bạn làm thật, tức là chịu khó làm, còn hai bạn còn lại thì chả chịu làm cái gì cả. Cái nhiệm vụ của các em ấy trong cái nhóm mà 6 điểm lên này, em tự bàn luận với nhau. Hai cái bạn mà không chịu làm gì cả có thể nhường điểm cho hai cái bạn làm thật. Ví dụ hai bạn này nhường một điểm cho hai bạn làm thật. Thế thì cuối cùng hai bạn này sẽ giảm đi, ví dụ là một điểm chẳng hạn, thì hai bạn này sẽ là 5 điểm, còn hai bạn làm thật sẽ là 7 điểm. Tức là cái điểm 6 này chỉ là base mark, base score thôi. Các em hình dung không nhỉ? Điểm 6 này chỉ là điểm cơ bản của các em thôi. Và các em tự thảo luận trong nhóm là bạn này nhường điểm cho bạn kia. Đấy là tùy các em thảo luận trong nhóm. Miễn là tổng điểm của các em, ví dụ 6 điểm, điểm base là nhóm có 4 bạn thì 4 nhân 6 là 24. Đúng không? 4 x 6 là 24. Thế thì nhường điểm xong rồi thì tổng điểm của các em vẫn cứ là 24, chỉ có điều là điểm của bạn này nhường cho bạn kia, bởi vì bạn kia bạn làm thật, bạn làm nhiều hơn mình cho nên là tôi nhường điểm. Ok. Thì đấy là cái cách thức chấm điểm. Thế còn dừng, tức là chúng ta sử dụng cái cách thức chấm điểm này ở cái nhóm mức độ như thế nào và tôi sẽ vấn đáp đến cái mức độ nhóm nào thì đấy là tùy vào cái sự quyết định của tôi cảm thấy là tôi cần phải hỏi đến cái mức, ví dụ như là đến vòng 1/8 hay là đến vòng bán kết hay vòng chung kết hay là cái gì đó thì cái đấy là tùy vào cái cảm nhận của tôi đối với lớp nhé. Thống nhất chưa các em? Có bạn nào có câu hỏi gì không? Các em vẫn nghe thấy tôi nói đấy chứ? Có Vâng. bị rớt mạng đúng không? Không ạ. Ừ. Ok, đấy là cái cách. Thế còn cái đấy là cách thức mà một số là thi cuối kỳ thì nó là như vậy. Thi giữa kỳ thì ngoài cái nhóm presentation ra thì chúng ta sẽ có hình thức thi khác. Ví dụ như là tôi chấm bài tập, ví dụ tôi thu quyển bài tập của các em. Bởi vì cái môn này tôi sẽ giao bài tập nhé, thì tôi sẽ có thể thu quyển bài tập của các em. Hoặc là tôi ra đề thi giữa kỳ dành cho những nhóm nào mà không làm presentation, đấy là chuyện bình thường. Đồng ý không? Đấy. Thế có bạn nào mà có thắc mắc về cái cách thức thi cử như này không? Nếu mà các em đồng ý thì các em giơ tay hết lên tôi xem nào. Bạn nào đồng ý với cách thức thi cử như thế thì các em giơ tay lên. Em thưa thầy là nếu như làm robot rồi thì có được tham gia thi cuối kỳ bằng bằng hình thức là thi viết nữa không ạ?
Không thi viết hoặc là thi phần cứng thì là tùy các em chọn chứ, đã thi viết thì thôi phần cứng, mà đã phần cứng thì thôi thi viết chứ. À. Lớp mình là chọn thống nhất một hình thức thi, thi viết hoặc thì là thi làm phần cứng, được chưa nào? Thi viết thì chúng ta sẽ ra đề thi rồi chúng ta lên lớp thi bình thường, còn làm phần cứng thì chúng ta không lên trên lớp nữa mà chúng ta ra sân, ví dụ đằng sau C2 chúng ta kẻ sân, chúng ta thi đấu với nhau, chia bảng vẫn bắt. Mới có 35 bạn. Em thưa Đúng thầy ạ, vậy là phải không? thống nhất một phương thức thi cuối kỳ ạ. Ví dụ như có những bạn không thích làm phần cứng mà thích thi viết thì, nhưng mà lại là số ít thì có được thi không ạ? Chúng ta gọi là nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Vâng. Chứ bây giờ làm sao mà chúng ta có thể người thế này người thế kia được? Đúng không? Chúng ta cứ thống nhất một hình thức thi, tất cả các lớp của mình thống nhất một hình thức thi, thì chúng ta sẽ thi theo hình thức đó. Các em có thể làm bỏ phiếu, các em có thể làm hình thức là form để chúng ta lấy cái hoặc là poll ở trong trong nhóm trong lớp để có thể chọn ra được hình thức thi đó. Mới có 45 trên 68 bạn giơ tay đồng ý. Thế còn những bạn còn lại là sao? Nghe thầy, nếu mà làm về robot thì phải có yêu cầu về động cơ công suất như thế nào chứ thầy? Chị em, tôi sẽ đưa ra những cái ràng buộc về 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 thiết kế ở trong trong cái đề của mình chứ. Làm sao ví dụ robot mà các em làm cho cả cái xe máy phi lên trên sân đấu được đúng không? Nó có những cái kích thước giới hạn của nó không được vượt quá. À, thầy ơi, cho em hỏi Ừ. cái phần cứng này thầy thì thầy Ừ. còn chấm điểm kiểu sản phẩm không hay là chỉ theo thứ hạng này thôi là Chấm điểm sản phẩm là như thế nào? thầy? Tức là kiểu sản phẩm bọn em hoạt động tốt nhưng mà khi mà thi đấu bọn em điều khiển không tốt thì kiểu bị loại sớm chẳng hạn thì Em điểm thấy là sản phẩm tốt mà bị loại sớm không? Gặp đối kiểu thủ mạnh do việc điều khiển đấy thầy. thì bây giờ đấy là phải chịu thôi, chả cách nào khác cả. À, vâng. Thế mới gọi là thi đấu chứ, bây giờ đi thi Olympic cũng chia bảng hay là thi đá bóng cũng chia bảng ra, thế xong rồi bảo đội mình đá rất là hay nhưng mà bị thua thua một đội yếu hơn thì đấy là chuyện, đấy là chuyện may rủi đúng không? Dạ vâng. Cảm ơn. Thì em sẽ thấy mà nhóm nào làm tốt, nhóm nào làm dở là chúng ta thấy bộc lộ ra hết. Kể cả các em hãy tưởng tượng là này, nếu mà các em có một thiết kế tốt, bền vững, điều khiển dễ dàng và chính xác thì cái khả năng gọi là thua cuộc của các em rất thấp, rất là nhiều so với cả những bạn khác. Không có chuyện tức là một cái con robot mà nó cọc cạc lúc chạy lúc không mà các em lại để thua được cái bạn đấy, làm gì có chuyện như thế đâu, không bao giờ có chuyện như thế nhé. Dạ vâng. Em thấy lỡ kiểu trái bóng tròn thì sao thầy? Trái bóng tròn á, trái bóng tròn thì chúng ta phải 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 chấp nhận thôi, phải chấp nhận cái câu chuyện thực tế đấy thôi, chả có cách nào khác cả, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều thể hiện ở trên kết quả của trận đấu đúng không, và chúng ta lấy kết quả của trận đấu để làm cái kết quả cuối cùng thì nếu mà các em cảm thấy là không 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 thỏa mãn với cả cái kết quả đó thì các em có thể yêu cầu đấu lại, nếu mà các bạn bên kia mà chấp nhận đấu lại, nhưng mà tôi tin rằng các bạn không bao giờ chấp nhận đấu lại, nó là may rủi. Và thực ra cái may rủi nó cái gọi là cái may mắn nó không đến với cả những người mà lười hay là không chịu khó, chỉ chờ vào may rủi thì không có đâu, đúng không? Vâng. Thực ra thì cái cách thi như thế này thì đã trải qua rất nhiều năm rồi và tôi cũng chưa thấy cái bạn nào mà nói cái câu chuyện may rủi với cả trái bóng tròn đấy cả, và tất cả những cái bạn mà đặt gọi là đứng ở thứ hạng nào thì các bạn cũng đều có một cái gọi là
cái sự đồng ý cao với cả những kết quả đó. Bây giờ nói thế thôi chứ để mà vào cái vòng sâu thì nó phải hội tụ nhiều yếu tố lắm em. Thứ nhất là các em phải có một con robot tốt, phải có một cái con robot mà cơ khí tốt, rồi điều khiển chính xác, rồi uyển và linh hoạt. Và cái yếu tố thứ hai đấy là cái người điều khiển phải thành thạo, tập nhiều. Nhưng mà có một cái lưu ý với các em ấy, đấy là cái con robot của các em phải mang cái pin dự phòng cho nó lâu lâu một tí, bởi vì chúng ta chỉ đấu có một buổi thôi. Và tránh trường hợp ví dụ như đấu được 2-3 trận và robot chạy rất là tuyệt vời, nhưng mà đến vào đến vòng sau thì hết pin nữa là thôi nghẽo, thì rất là dở, đúng không? Đó nên là các em cần phải chuẩn bị về phần nguồn năng lượng, là các em phải chuẩn bị rất là kỹ. Chúng ta sẽ quy định những cái thể gọi là thể thức nhé. Chúng ta sẽ quy định những cái thể thức thi đấu, và cái đấy thì nó đương nhiên là chúng ta sẽ thống nhất với nhau, có nghĩa là các em tôi đưa ra một cái thể thức và chúng ta cùng nhau gọi là bàn luận sao cho nó phù hợp nhất với các em đấy thôi, nó thoải mái. Tôi thì tôi không làm khó khăn gì trong cái trường hợp đấy. Ok, em thầy cho em hỏi ạ. Thế về cái phần cuối kỳ ạ, nếu mà làm phần cứng thì là mỗi nhóm sẽ tùy chọn một trong ba cái chủ đề là phần cứng, robot, đấu vật hay là đua xe hay đá bóng hả thầy? Chúng ta cần phải chọn thống nhất cả lớp chứ. Vâng. Cả lớp chúng ta chọn nhé. Chúng ta chọn. Ok, ví dụ như là chúng ta chọn cả lớp chúng ta chọn thống nhất là robot đá bóng được ạ. Ví dụ như thế. Thế thì tất cả các nhóm. Giả sử mà đội lẻ thì sao hả thầy? Hả? Giả sử chia đội mà lẻ ấy ạ. Tức là cái này hai đội đấu với nhau, giả sử chia đội mà lẻ thì sao ạ? À, có một cách là như thế này, là chúng ta bắt chước cái kiểu như là chọn cái đội thứ ba có thành tích cao nhất ấy. Ý bảo chơi bảng ấy. Alo. Alo. Vâng ạ. Ừ. Chia bảng lẻ thì chúng ta có thể chọn đội hai đội có thành tích cao nhất, tức là vào bảng vào vòng trong thôi. À, tức là hai đội đứng thứ ba có thành tích cao nhất chẳng hạn. Ví dụ một bảng của các em nhé. Bây giờ ví dụ các em có 18 nhóm. Ok, 18 nhóm thì các em chia làm 4 bảng thì sẽ dôi ra hai đội đúng không? Từ đó là lẻ để xem nào. 18 mà chia cho 3 là 6 à? Ừ, ok, thì là làm 6 bảng. À xin lỗi, làm 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Chúng ta đấu vòng tròn trong 6 đội đó thì chúng ta sẽ chọn ra được là nhất nhì, tức là 6 đội vào vòng trong, và chúng ta chọn thêm hai đội mà có đứng thứ ba có thành tích cao nhất. Ví dụ như thế. Alo. Có hiểu câu chuyện không? Cái này thì thực ra nó là thể thức thi đấu, thì chúng ta có thể bàn luận với nhau về sau nhé. Dạ vâng ạ. Quan trọng nhất là các em chọn ra được một cái đề mà các em cảm thấy là nó thú vị cho các em. Tôi đề cao cái chuyện là đi thi nó vui chứ không phải đi thi thấy căng thẳng. Cái này thì là nói chung là các khóa trước thì các anh chị đều thấy là chưa bao giờ thi cái môn nào mà nó vui như cái môn này. Thưa thầy, là đua xe ô tô kia là đua tốc độ hay là đua địa hình ạ? Cả hai em. Đương nhiên là có địa hình, nhưng mà đây không phải off-road, nó không phải là chui vào đống cát, không phải là có vũng nước. Ở đây thì tôi sắp đặt một số những cái vật cản thôi để các em cần phải tránh. Cái vật cản đấy nó sẽ ăn vào cái phần đường đua của các em. Các em phải tránh nó. Nếu mà các em thích thì các em có thể lên cái fanpage, cái Facebook của CDI ấy, nhé. Facebook của CDI. Thì các em sẽ nhìn thấy có một số những cái hình ảnh của cái đua xe. Thì các em sẽ hình dung ra. Nhưng mà cái đấy là dành cho những cái bạn mà học ngành khác. Cho nên là những cái gọi là những yêu cầu thì nó thấp hơn. Của các em là học kỹ sư chính quy thì các em
cần phải có những cái gọi là yêu cầu nó cao hơn chút. Nên đây là có nhé, đây là có một số những cái video ngày trước tôi quay lại xong tôi gửi lên trên đấy để cho nó vui. Em thưa thầy là nếu mà robot đá bóng thì có quy định là đứng bằng hai chân hay đứng bằng bốn chân không thầy? Robot đá bóng thì thực ra nó là một con robot bình thường như này thôi, nó là một cái hộp như này này, xong các em có thể làm một cái tấm phẳng ở trước. Tôi yêu cầu phải làm một tấm phẳng và kích thước của tấm phẳng này nó có cái kích thước cố định, kích thước là cho trước thì các em ủn cái quả bóng đó, em ủn cái quả bóng đi thôi, không cần phải đá bóng hai chân nhé, nó chỉ là một con robot hình hộp ví dụ như thế, hiểu yêu nhỉ? Vâng, thế thế mình làm một cái xe rồi mình ủi cũng được đúng không ạ? Đúng đấy, mà ủi cho nó khéo. Vâng vâng. Ừ, ủi cho nó khéo thì bảo rồi mà, cái này cái hình thức của nó thì nó về nguyên tắc là tất cả ba cái đề này nó hình thức, tức là cái cơ cấu chấp hành cũng như là cái thiết kế nó khá là giống nhau, chỉ có điều là đầu tiên là nếu mà tôi đưa xe ô tô thì tôi không có đối thủ về đâm đụng gì cả, thì tôi đưa theo đường đua của tôi tránh vật cản. Thế còn nếu mà là robot thì robot mà sumo này thì là các em dùng hai con robot các em đẩn nhau ra, các em ẩn nhau, ông nào khỏe thì ông ấy thắng hoặc là ông nào khéo thì ông ấy thắng. Thế còn đá bóng này thì lại khéo theo kiểu khác, đá bóng này là gì, các em phải di chuyển quả bóng này, các em không cản, không đâm đụng, không ủn nhau, nhưng mà các em lại phải đẩn một quả bóng tròn mà nó lăn các cái hướng khác nhau, đẩn làm sao cho về cái gôn của đối phương thế thôi. Tức là cái kỹ năng của điều khiển thì nó khác nhau, nhưng con robot thì có vẻ nó giống nhau. Tôi nghĩ là có ba cái đề này robot giống nhau nhưng mà kỹ năng điều khiển là khác nhau, hiểu không nhỉ? Rồi tiếp theo là có một cái phần nhỏ nữa là tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo thì các em đọc cái quyển này. Xin lỗi. Đây cái quyển này. Quyển này là của Dogan Ibrahim. Nhá. Thì các cái bài giảng về phần lý thuyết thì về cơ bản là nó sẽ xoay quanh cái quyển này. Tôi lấy cái quyển này ra làm tài liệu tham khảo cho các em. Cái quyển này các em có thể download được ở trên mạng. Các em biết cách download chưa nhỉ? Download sách thì chúng ta dùng LibGen nhá. Xem còn cái gì nữa không. Về cơ bản nó là như vậy nhé. Thì cái buổi hôm nay chúng ta cái nội dung nó là xoay quanh những cái nội dung này. Các em có thắc mắc gì khác nữa không? Thưa thời điểm quá trình gì có cộng trừ không ạ? Và nếu có thì tính như thế nào? Cộng trừ gì em? Điểm giữa kỳ ạ. Cộng trừ cái gì? Tức là ví dụ như kiểu có điểm danh để mà cộng thêm điểm hay là có tính thêm điểm xung phong không? Điểm danh. Có cùng điểm danh. Chỉ có trừ chứ không có cộng. Nha. Tôi nghĩ là chỉ có trừ chứ không có cộng. Có thể có cộng nhưng mà cái cộng này thì tôi ví dụ như là những năm trước ấy. Năm trước thì
tôi có một số những cái hoạt động, một số những cái hoạt động khác bên lề của cái môn học này thì tôi khuyến khích các bạn sinh viên tham gia để học thêm. Thì lúc đấy là những bạn nào mà tham gia thì được cộng điểm, nhưng mà cái con số đấy nó cũng không nhiều. Nhưng về cơ bản thì nếu không có hoạt động gì thì chúng ta cũng không có hoạt động gì cộng điểm cả. Bởi vì tôi không điểm danh các em đi học là tốt cho các em thôi. Còn nếu các em nghỉ ở nhà mà các em vẫn hoàn thành được đầy đủ các cái bài tập cũng như là các cái nội dung học tập ở trên lớp thì đấy là thì cũng tốt thôi, chả vấn đề gì cả. Còn nếu mà giả sử mà có một số những cái trường hợp là chúng ta có thể trừ điểm, ví dụ này, khi mà presentation tôi gọi đến bạn nào mà bạn đấy không đặt được câu hỏi, nếu mà trường hợp này nó tái diễn lặp lại thì tôi sẽ có thể trừ điểm điểm giữa kỳ của chính cái bạn đấy. Ok. Về cơ bản chúng ta chỉ có bị trừ điểm thôi, chứ còn cái cơ hội cộng điểm của chúng ta thì nó cũng không được nhiều lắm. Cái đấy thì tôi không dám khẳng định nhé. Biết đâu đây một ngày đẹp trời tôi hứng lên tôi lại cộng điểm. Nói vui như vậy thôi, nhưng mà về cơ bản thì chúng ta cũng không nên trông chờ về cái việc là cộng điểm khuyến khích hay là cái gì cả. Bởi vì việc học tập nó là quyền lợi và nghĩa vụ của các em, cho nên là nó cũng không phải bởi vì là thì nếu mà các em cứ học tập tốt, cứ hoàn thành đầy đủ những cái nhiệm vụ được giao thì các em sẽ điểm cao thôi. Thế thôi, chả phải lo gì cả. Rồi, nếu giả sử các em không còn câu hỏi gì nữa, thực ra là chúng ta vẫn còn cả hai kỳ trước mắt cơ, cho nên là nếu có thắc mắc thêm cái gì thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể trao đổi về sau nhé. Thế buổi hôm nay cái nội dung của chúng ta là như vậy. Thì tôi nhắc lại là nhờ lớp trưởng bạn Hằng về thúc giục các bạn lập ra các nhóm, và sau đó thì chúng ta sẽ hoạt động theo nhóm, nó cũng được gắn kết hơn và cũng có những cái giống như kiểu là có những cái sự chuẩn bị nó sớm hơn một chút nhé. Ok, nếu không có cái thắc mắc gì thì chúng ta có thể dừng cái buổi học ở đây. Chào các em và chúc các em an toàn trong mùa dịch. Nè. Chào thầy. Em chào thầy. Em chào thầy. Chào các em.